Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Nậm Nhùn. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung chính như sau. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nậm Nhùn lần thứ 19. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nậm Nhùn. Tập huấn công tác hội luật gia và triển khai một số nội dung luật mới có hiệu lực. Xã Trung Trải nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 10, huyện ủy Nậm Nhùn tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, huyện ủy Nậm Nhùn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 2. Qua đó đạt được một số kết quả quan trọng như giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.400 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu ước đạt 76,8 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện gần 350 tỷ đồng. Trồng mới trên 65 hectare cây quế và trên 18 hectare cây mắc ca. Tiếp tục chăm sóc 84 hectare cây mắc ca tại xã Nậm Pì. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo triển khai quyết liệt, đến nay bình quân đạt 8,2 tiêu chí trên một xã. Chất lượng giáo dục được nâng lên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 18, 19, NQTU của Bộ Chính trị. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng thông qua và cho ý kiến vào một số nội dung của báo cáo thực hiện kế hoạch số 31 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế 3 tháng cuối năm 2018, chú trọng đẩy mạnh thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, quan tâm chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, phát triển đảng viên, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh. Các phòng ban đoàn thể cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát cơ sở, năng động trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018. Thưa quý vị, thưa các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn vừa tiếp xúc cử tri huyện Nậm Nhùn trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, chuyên đề về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nậm Nhùn và hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lò A Tư thông báo một số nội dung trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp khai mạc vào ngày 22 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20 tháng 11. Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến vào 5 dự án luật. Thảo luận các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ, công tác tư pháp, chất vấn và trả lời chất vấn, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Các ý kiến của cử tri tập trung vào nội dung bổ sung biên chế giáo viên, biên chế công chức cho ngành giáo dục huyện Nậm Nhùn, xem xét miễn học phí cho trẻ 5 tuổi và trung học cơ sở. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cần sớm ban hành chương trình giáo dục và tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, bổ sung ngân sách để mua sắm trang thiết bị, xem xét, nghiên cứu về hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp. Đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,
đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cùng đoàn đại biểu và chính quyền địa phương đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại được tổng hợp và chuyển đến các cấp các ngành xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Luật gia huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị tập huấn công tác hội luật gia và triển khai một số nội dung luật mới có hiệu lực. Hội nghị tập huấn đã tập trung vào các nội dung như quán triệt các văn bản của Chính phủ về công tác hội luật gia, quán triệt điều lệ Hội Luật gia Việt Nam và các văn bản của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, quán triệt các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về lãnh đạo, quản lý, tổ chức hoạt động đối với hội luật gia các cấp trong tỉnh, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hội luật gia, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về luật tuyên truyền, phổ biến pháp luật, một số kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Qua hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của các đồng chí trong ban chấp hành hội luật gia các xã thị trấn, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác hội luật gia và kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn xã. Lấy sản xuất nông nghiệp là nền tảng xóa đói giảm nghèo bền vững, hàng năm xã Trung Trải giúp người dân đưa các giống cây lương thực mới, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn vào sản xuất. Thí điểm mô hình trồng lúa 2 vụ một năm, nhờ đó đã giúp tăng tỷ trọng sản xuất nông nghiệp trên cùng một đơn vị diện tích, đưa tổng sản lượng lương thực của xã lên hơn 800 tấn lương thực một năm. Tận dụng lợi thế có diện tích đất sản xuất lớn, giao thông thuận lợi, xã Trung Trải khuyến khích hỗ trợ bà con liên kết với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, phát triển trồng các loại cây trồng giá trị kinh tế cao với 20 hecta cây chuối tây, 70 hecta cây rong giềng và 5 hecta cây nghệ. Riêng trong năm 2017, những loại cây trồng này đã mang lại cho các hộ tham gia nguồn thu gần 1,5 tỷ đồng và tích cực mở rộng diện tích trong năm 2018. Vụ năm ngoái cây rong giềng mang lại hiệu quả cao hơn các cây trồng khác. Sang năm nay, bà con đã tích cực trồng cây rong giềng mang lại hiệu quả cao hơn và chăm sóc cây đúng kỹ thuật để đảm bảo năng suất tối vụ. Cùng với đó, lĩnh vực chăn nuôi được xác định là một trong những hướng đi phát triển kinh tế quan trọng, quyết định nhiều đến việc hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững tại xã Trung Trải. Những năm qua, các hội đoàn thể xã đã phối hợp hiệu quả với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với số tiền gần 2 tỷ đồng, phát triển chăn nuôi đàn đại gia súc theo hướng tập trung đạt hơn 1.360 con gia súc các loại. Tốc độ tăng trưởng đàn hàng năm đạt từ 5%. Song song với giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế, xã Trung Trải cũng quan tâm vận động nhân dân tham gia bảo vệ phát triển rừng để hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mỗi năm, toàn xã được chi trả gần 2 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Trung Trải hiện nay lên hơn 10,5 triệu đồng một năm, tăng 1 triệu đồng so với năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo từng năm. Phát huy những tiềm năng thế mạnh của xã và tuyên truyền vận động bà con là tận dụng những đất sản xuất để tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình, và cũng vận động bà con là sẽ chuyển đổi chuyển dịch cơ cấu cây trồng và liên kết với những các doanh nghiệp để tìm cái đầu ra cho bà con để từng bước giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bà con của xã. Tin tưởng rằng từ những kết quả đạt được trong lộ trình xóa đói giảm nghèo của địa phương, hết năm 2018, xã Trung Trải sẽ giảm được 5,42% hộ cận nghèo và hộ nghèo như kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Nậm Pì đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư pháp nhằm thúc đẩy cải cách hành chính tại địa phương và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã. Ủy ban nhân dân xã Nậm Pì đã trang bị tương đối đầy đủ phương tiện làm việc cho cán bộ công chức. Bộ phận một cửa được bố trí ở nơi thuận tiện với đầy đủ các trang thiết bị làm việc như bàn ghế, máy tính, máy in, mạng internet. Xã bố trí công chức chuyên môn trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân vào các ngày hành chính trong tuần, đồng thời ban hành quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả.
ý thức trách nhiệm và tinh thần thái độ phục vụ của công chức bộ phận một cửa từng bước được nâng cao. Ủy ban Nhân dân xã Nậm Pì đã chỉ đạo cán bộ công chức tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kế hoạch về công tác cải cách hành chính, tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc một cách hiệu quả. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, thời gian hội họp được giảm bớt để tăng thời gian giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức. Trong 9 tháng đầu năm, bộ phận một cửa xã Nậm Pì đã chứng thực gần 590 việc với hơn 2.700 hồ sơ giấy tờ các loại. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, giúp các tổ chức cá nhân giảm tối đa thời gian giao dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pù Đào đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và cụ thể hóa từng tiêu chí sao cho phù hợp với trình độ nhận thức của chị em hội viên và tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện. Nhờ đó, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại xã Pù Đào đã thực sự đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp. Với một xã vùng cao như Pù Đào thì việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động không phải dễ dàng. Do đó, Hội Phụ nữ xã đã lựa chọn từng tiêu chí để tuyên truyền, vận động chị em thực hiện dựa trên cơ sở thực tế, nhận thức và tiềm năng của địa phương. Nhờ đó, đến nay cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã được triển khai đến 100% chị em hội viên phụ nữ trong xã. Từ khi có cuộc vận động xây dựng mô hình gia đình 503 sạch đến nay, chị em hội viên phụ nữ xã Pù Đào ai cũng hào hứng tham gia thực hiện các tiêu chí trong cuộc vận động, nhất là tiêu chí vệ sinh môi trường. Tình trạng xả rác bừa bãi đã được hạn chế. Các gia đình biết giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp và thường xuyên dọn vệ sinh xung quanh khu vực nhà ở, không thả rông gia súc. Thì đối với Hội Phụ nữ xã thì trong thời gian qua thì Hội Phụ nữ xã cũng tuyên truyền vận động chị em ở các chi hội thực hiện cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch là cho chị em quyết dọn một tuần một lần, có thể là ít thì một tháng một lần. Và thực hiện cái công tác xóa đói giảm nghèo thì Hội Phụ nữ xã đã vận động chị em mà chăn nuôi gà lợn. Hôm bây giờ thì có cái chương trình trồng sen nhân thì chị em cũng tích cực đăng ký để một số chị em trồng ít nhất là 2 sào trở lên ạ. Song song với hoạt động tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động đến đông đảo chị em phụ nữ, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pù Đào cũng đồng thời hướng dẫn cho các chị em hội viên đăng ký thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng như việc thực hiện các tiêu chí của cuộc vận động, quan tâm đến các tiêu chí như không đói nghèo, không sinh con thứ ba. Nước nó cho phụ nữ tựa tiêu chuyện bê, cho mong có chỉ sao dự mì nhỏ cho chung, ý dạ lì giá tổn tê cho lão lại thiê cho tài mì nhỏ. Được Hội Phụ nữ xã tuyên truyền về không sinh nhiều con để có điều kiện nuôi con học hành. Bây giờ vợ chồng mình tập trung làm kinh tế để nuôi các con ăn học. Gia đình mình sinh được 2 con gái rồi nhưng không sinh thêm nữa. Với sự nỗ lực đồng lòng của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Pù Đào trong triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bằng các giải pháp cụ thể hóa từng tiêu chí nhỏ để thực hiện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, không chỉ góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới mà còn góp phần giảm tỷ lệ hội viên phụ nữ nghèo qua từng năm. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hồ Bùm luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, bám sát địa bàn, liên hệ mật thiết với nhân dân, duy trì tốt công tác hậu cần kỹ thuật, tăng gia sản xuất, giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Những mô hình tăng gia sản xuất của đồn biên phòng Hồ Bùm được nhân dân học tập và vận dụng vào phát triển kinh tế của gia đình. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Đồn biên phòng Hồ Bùm đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Đồn biên phòng Hồ Bùm đứng chân trên địa bàn xã Hồ Bùm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 24,67 km đường biên giới,
gồm 7 mốc quốc giới trải dài trên địa bàn 3 xã Hồ Bùm, Nậm Ban, Trung Trải với 18 bản và gần 1.100 hộ, gồm 4 dân tộc chủ yếu là Giao, Mông, Mảng và Hải Nhì. Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia thực hiện các mô hình tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn. Đối với bộ đội biên phòng, tăng gia sản xuất không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà thông qua đó xây dựng những mô hình phát triển kinh tế để đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân học tập và làm theo. Theo đó, đồn đã triển khai thực hiện một số mô hình như trồng rau xanh, chăn nuôi gia súc gia cầm và đào ao nuôi cá. Đến nay, đồn đã khai thác được 1.100 m2 vườn trồng các loại rau củ theo mùa, 25 m2 giàn trồng các loại bí, su su, mướp, xây dựng 30 m2 chuồng trại chăn nuôi kiên cố, khoa học, tiêm vaccine phòng dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, bổ sung thức ăn tinh bột cho đàn vật nuôi và củng cố hơn 1.600 m2 ao nuôi cá. Thường xuyên duy trì đàn bò trên 6 con, đàn dê ngựa hơn 40 con, đàn lợn 20 con và hàng trăm con gà vịt. Công việc tăng gia giờ đã trở thành nền nếp tại đơn vị. Vườn đoàn này là do anh em chiến sĩ trong đơn vị cùng nhau chăm và chăm sóc để mà làm ra thực phẩm sạch để mà cung cấp đời sống cho anh em cán bộ chiến sĩ. Từ các hoạt động tăng gia sản xuất của đồn biên phòng Hô Bùm, đặc biệt là việc tổ chức chăn nuôi gia súc gia cầm, đào ao thả cá, nhiều hộ gia đình ở các xã biên giới nơi đơn vị quản lý đã học tập và áp dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhân dân ba xã biên giới rất phấn khởi và tin tưởng bộ đội biên phòng. Triển khai hiệu quả công tác tăng gia, đồn biên phòng Hô Bùm luôn chủ động được lương thực, thực phẩm tươi sạch, phục vụ bữa ăn của cán bộ chiến sĩ, đảm bảo 100% rau xanh, trên 90% thực phẩm tươi. Trích nguồn quỹ tăng gia đưa vào bữa ăn của cán bộ chiến sĩ đạt gần 2.000 đồng một người một ngày. Định lượng bữa ăn thường xuyên duy trì ổn định mỗi người từ 3.200 đến 3.500 kilocalo một ngày. Đảm bảo hậu cần đón Tết Nguyên đán, trích từ quỹ tăng gia sản xuất cho bộ đội ăn thêm 4 ngày Tết 80.000 đồng một người một ngày, đảm bảo yêu cầu bếp nuôi quân giỏi. Thế này chúng tôi tập trung vào các đội, hồi đã phân công nhiệm vụ cho các đội để tăng gia sản xuất. Thứ nhất là phục vụ cái đời sống cho bộ đội, hàng ngày cho bộ đội về cái rau xanh và cái thực phẩm tại chỗ. Đấy, thì như các đồng chí đã được tham quan ở của đơn vị thì đấy, chúng tôi là ngoài cái tăng gia đưa cái tiền ăn thêm về phục vụ ngoài cái chế độ tiêu chuẩn vào ngày lễ ngày Tết thì chúng tôi cũng đã có những cái từ cái nguồn tăng gia sản xuất là đưa thêm vào bữa ăn cho bộ đội để cải thiện thêm cái bữa ăn cho bộ đội, đảm bảo về cái sức khỏe để hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao. Ngoài cái tăng gia sản xuất tại đơn vị thì đơn vị cũng có một cái tăng gia sản xuất, một cái trại tăng gia sản xuất theo cái chỉ đạo của cấp trên thì chúng tôi cũng đã tăng gia thêm về chăn nuôi trâu, bò, dê. Nhờ nỗ lực tăng gia sản xuất mà thực phẩm cung cấp cho đơn vị ngày càng phong phú, sản lượng bình quân hàng năm đều tăng, đời sống cán bộ chiến sĩ ngày càng ổn định, yên tâm trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với đó, mô hình tăng gia sản xuất giúp nhân dân trên địa bàn đồn đóng quân học hỏi được kinh nghiệm, áp dụng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài nói chuyện của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không phải là những vấn đề tâm thương đâu, mà phải lo mãi thì ta mới làm được cái điều như vậy. Và trong cái suy nghĩ của bác Hồ đấy, bác đi đâu mà bác trăn trở, bác đau đớn, đến đâu mà thấy các cháu còn suy dinh dưỡng, thiếu ăn,
đến đâu mà các cháu đến mùa đông này mà mặc rét không đủ ấm, vào các trường học mà thấy các cháu đi chân đất, kể cả dẹp cao su không đi, trong lòng bác Hồ mà có cái gì đấy quằn thắt lại. Sau này về bác nói với đồng chí Vũ Kỳ đấy, quằn thắt lại, nhìn thấy mà xót xa. Nhưng xót xa này ấy, là phải suy nghĩ làm thế nào đấy ở cái mức độ cho phép và cần thiết. Những người đứng đầu từ trên xuống dưới, mỗi người cố lên một tí để rồi các cháu có áo mặc, các cháu có cơm ăn, các cháu có dẹp đi, để rồi thế hệ chúng ta sau này không còn cái hiện tượng thấp, bé, nhẹ mà không đáp ứng yêu cầu công việc. Cô nói như vậy, đây là mục tiêu xác định. Và gặng chỉ thấy rằng là đi đâu bà quay trở lại, nói gì thì nói, nói gì thì nói tình hình thế giới, nói tình hình trong nước, nói những vấn đề như vậy, cuối cùng toàn bộ là quay xanh cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở học hành của nhân dân. Cái bức thư mà cô nói viết cho Lai Châu, càng như thế có phải như vậy không? Mà muốn như vậy thì trở lại cái vấn đề gốc sản xuất tất cả thứ. Cho nên là đây là mục tiêu. Còn thì tôi thì không dám nói những vấn đề cao xa. Bây giờ ta đang đi vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, rồi là hội nhập quốc tế. Có những cái ở tầm chiến lược chúng ta cũng nói, nhưng mà cái tầm chiến lược đấy, tất cả những việc làm chúng ta đấy, tập trung vào cái căn bản là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được tăng lên. Bác Hồ cho rằng đây là cái căn bản. Đây là cái đánh giá tiêu chí của cán bộ. Giỏi không giỏi, năng lực hay không năng lực. Bác nói như vậy. Bác đi về bác kiểm tra các xã, các địa phương, các xã. Bác chỉ hỏi một câu thôi. Đời sống năm nay có cao hơn năm trước hay không? Nếu đời sống năm nay cải thiện, cao hơn năm trước, dân có Tết á, là ai cũng có bánh, có rượu, có pháo. Hồi đấy là có pháo. Bác nói như vậy là lãnh đạo giỏi, lãnh đạo tốt. Nhưng mà nói là lãnh đạo giỏi mà dân thì ngày càng đi đẹp, Tết thì chả có gì, đời sống đi xuống, giỏi chỗ nào? Bác giỏi ở chính đời sống ấy. Bác nói thế. Bác nói là bác nói như vậy cả cô các chữ đừng tự ái. Bởi vì bác là con người, bác thì học cũng rộng, không cao lắm, cho nên bác toàn nói những vấn đề thiết thực thôi, thực tế thôi, cuộc sống thôi. Nhưng mà cái đó là cái đúng. Ta bây giờ cũng như vậy. Đấy là điểm, một điểm. Thứ hai là trong cái lãnh đạo ấy là phải có chương trình kế hoạch. Trong chương trình kế hoạch đó là phải có là những cái việc phải làm, những cái nội dung triển khai, những cái bước thực hiện. Và điều căn bản nhất của bác Hồ thế này, trong kế hoạch á, quan trọng nhất á, kế hoạch có rồi những biện pháp. Biện pháp. Bác Hồ chúng ta đã khuyên cán bộ người đứng đầu đi ạ. Kế hoạch 1, biện pháp 10, 20 để đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch. Cái sáng tạo, cái suy nghĩ, cái tìm kiếm, cái đổi mới, kể cả những người thực hành và người lãnh đạo, đó chính là di bất biến ứng vạn biến. Di bất biến ứng vạn biến. Cái vạn biến cho chính là phương pháp, là biện pháp. Và cuối cùng là phải đảm bảo các cái điều kiện. Khi mà các cái điều kiện chưa đảm bảo thì chưa nên đặt ra những cái vấn đề to tát chương trình lớn. Ví dụ như là Lai Châu đang bây giờ đang nằm trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các đồng chí xác định đến khi nào thì kết thúc chương trình xây dựng nông thôn mới. Cấp xã cấp huyện. Cấp xã cấp huyện. Cái này là vì căn cứ vào điều kiện thực tế. Điều kiện thực tế ở đây là địa yếu tố địa chính trị, cái điều kiện của người dân và khả năng là hỗ trợ của chính phủ và cái khả năng tự chủ của địa phương. Để làm thế nào đấy mà khi xác định cái lộ trình này, này ví dụ để năm 2030 Lai Châu về căn bản là đạt các chuẩn của nông thôn mới. Mà chuẩn của nông thôn mới năm 2030 lúc đấy mà ta nói 19 tiêu chuẩn bây giờ này, xin bảo với các đồng chí là lúc đấy cũng có những cái sẽ lạc hậu đi rất nhiều đấy, khá rất nhiều đấy. Thì chúng ta phải tính. Mà tính ở đây là tính điều kiện thực tế. Chứ còn mà chưa có điều kiện mà để thực hiện đấy. Tôi nói vừa rồi là tại sao Quốc hội sau khi mà nghiên cứu chủ trương thì mới đặt vấn đề là bây giờ là phải thâu tóm nguồn vốn của các tập đoàn là tổng công ty nhà nước, trước đây ta gọi là tổng công ty 9091 đấy, là vào một đầu mối. Mà cái do cái ông Hoàng Anh mà vừa rồi là bí thư của Cao Bằng mà bây giờ là về tổ chức cái nguồn vốn này là khoảng là mấy chục tỷ đô la đấy. Tại sao như vậy? Bởi vì bây giờ có điều kiện quản lý cái vốn đấy. Còn trước đây mà đặt ra vấn đề là không có điều kiện. Tôi xin báo cáo với các đồng chí như vậy. Không có điều kiện. Tại sao vừa rồi Quốc hội đồng ý là sau khi mà có cái chương trình cải cách giáo dục ấy, thì bắt đầu từ năm học 2019, 2020
mới áp dụng cho tiểu học. 2021 áp dụng cho trung học. 2021-2022 áp dụng cho trung học phổ thông. Tại sao? Bởi vì vấn đề căn bản là chưa đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn lực giáo viên. Tại sao cái chương trình vườn nén của ta vừa rồi, cao Lai Châu tôi không dám bình luận nhé. Ở đây chắc là ở các đầu cầu và trong hội trường này có các đồng chí là nằm trong lĩnh vực giáo dục. Các đồng chí thử đánh giá xem cái được và không được của cái vườn nén mà Bộ Giáo dục đưa ra. Và cái nguyên nhân căn bản là do đâu? Theo tôi nguyên nhân căn bản, ý tưởng là tốt. Ý tưởng là tốt. Phương thức thực hiện có những cái đúng, nhưng mà vấn đề căn bản là chưa đủ điều kiện. Chưa đủ điều kiện. Ta lấy một cái mô hình từ bên ngoài. Ta lấy mô hình này là lấy từ mô hình từ bên ngoài. Ta đưa vào ta áp dụng Việt Nam. Chưa tính toán các điều kiện thực tế. Và đem ra. Chưa nói là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Như là Sơn La, là Hà Giang, là Lai Châu, như là Kon Tum, Gia Lai và các cái tỉnh khác. Thì đấy là xin báo cáo với các đồng chí là cái điểm thứ hai mà trong cái phong cách khoa học của bác Hồ chúng ta đấy, đó là phải có mục tiêu, có chương trình, có lộ trình, có bước đi, có biện pháp và có cái điều kiện đảm bảo thực hiện. Cái điểm thứ ba, cái phong cách tác phong khoa học của người đứng đầu ấy, của cán bộ đảng viên ấy, đó là phải giữ vững về nguyên tắc, linh hoạt về biện pháp và phương pháp. Đây là sự kết hợp của hai mặt. Giữ vững về nguyên tắc, bác nói là đối với người đứng đầu ấy là bao giờ cũng phải giữ cho được những nguyên tắc nền móng, những vấn đề cơ bản nó gắn với vận mệnh của đất nước, của dân tộc, của nhân dân, của địa phương, nó gắn với cái vận mệnh chính trị của đảng và của chế độ. Cái đó phải vững. Ở tầm vĩ mô đấy thì bác đề nghị đòi những vấn đề liên quan sát sườn đến lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Mà đảng ta bây giờ nói là lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc đó, đây là những vấn đề thiêng liêng, phải đặt lên vấn đề số 1 trên hết trước hết. Đó là nguyên tắc. Đối với các địa phương và cơ sở, đối với các ngành thì bác nói nguyên tắc đó là đảm bảo cho địa phương, ngành, lĩnh vực luôn luôn ổn định để tạo đà phát triển. Tới đây chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Nậm Nhùn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.